Xin kính chào quý vị khán giả của chuyên mục Vị Thuốc Quanh Ta. Quý vị thân mến, cây giấy là một loại cây mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên thì tác dụng chữa bệnh như một vị thuốc của loại cây này thì chắc hẳn là sẽ còn nhiều người chưa biết đến. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về loại cây này. Cây giấy là loài thực vật thân mềm có chiều cao khoảng từ 0,3 đến 1,5 mét, phần dưới mọc bò và phần trên thẳng đứng. Rễ cây mọc dưới mặt đất có hình cầu, sau đó phát triển dần thành củ dài. Củ được chia thành nhiều đốt ngắn và có vảy màu nâu. Cây giấy có phiến lá to rộng khoảng từ 8 đến 45 cm, dài từ 10 đến 50 cm. Phiến lá có hình tim, mép nguyên hoặc hơi lượn, cuống dài. Bông mo chứa hoa cái mọc ở phần gốc, hoa đực mọc ở phía trên cao. Quả cây giấy mọng nước hình trứng và khi chín có màu đỏ. Cây giấy thường mọc hoang ở những vùng đất ẩm thấp, phân bố nhiều ở nước ta, Trung Quốc, Campuchia, Lào và châu Úc. Trong các bộ phận của cây thì phần củ thường được sử dụng làm dược liệu, thu hoạch khi đạt từ 2 đến 3 năm tuổi. Thưa quý vị, để có thể tìm hiểu kỹ hơn về cây giấy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hải Yến, trưởng khoa nội tổng hợp dinh dưỡng của Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên. Chào bác sĩ ạ. Chào bạn, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ vâng, thưa bác sĩ, nhắc đến cây giấy thì thường thường mọi người sẽ nghĩ ngay đến một cái đặc tính của loại cây này, đó là rất là ngứa. Vậy thì không biết là trong đông y thì loại cây này sẽ được sử dụng với những cái đặc tính như thế nào ạ? Đúng là đặc tính của cây giấy thì rất là ngứa, và từ trước đến nay người dân cũng chưa biết sử dụng cây thuốc này. Chính vì thế nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cây giấy để làm thuốc. Thì bộ phận dùng của cây giấy chính là chúng ta dùng củ, nhưng mà đặc biệt là khi bào chế thì chúng ta cần chú ý phải đeo bao tay, thái phiến nhỏ củ giấy và ngâm với nước vo gạo và một chút muối, sau đó cần phải phơi dưới ánh nắng mặt trời và là nắng to. Với cái đặc tính của nó thì tính vị quy kinh của nó thì củ giấy có tính hàn, vị nhạt. Dạ vâng, vậy thì với những đặc tính như vậy chúng ta có thể ứng dụng củ giấy vào trong những cái bài thuốc nào để chữa bệnh thưa bác sĩ ạ? Với những cái tác dụng và công dụng trên thì củ giấy được ứng dụng trong một số các bài thuốc sau. Bài thuốc thứ nhất dùng để chữa ho lâu ngày, ho khan và ho dị ứng. Người ta sẽ dùng củ giấy 20g, la hán 1 quả, trần bì 12g, cát cánh 12g, hoàng cầm 10g, sắc với 500ml nước, đun sôi kỹ khoảng 15 phút, chia uống 3 lần trong ngày sau ăn. Bài thuốc thứ hai được áp dụng đối với củ giấy để dùng để chữa các chứng như là đau xương, đau khớp và đau do gút. Thì củ giấy đã được bào chế kỹ cùng với lại chuối hột thái mỏng phơi khô. Hai loại này thì được tán bột với lượng bằng nhau và mỗi ngày uống 10g và chia ra thành 2 lần uống trong ngày, uống vào buổi sáng hoặc buổi tối sau ăn, và cái bài thuốc này thì nên duy trì lâu dài. Bài thuốc thứ 3 dùng đến củ giấy đó là chúng ta dùng để chữa mụn nhọt, tiêu sưng, giảm viêm, tiêu phù. Củ giấy 100g, nghệ 60g và dùng dầu dừa, dùng dầu thông hoặc là sáp ong. Cách thực hiện thì chúng ta đầu tiên cho củ giấy với củ nghệ với dầu vừng vào lấu cho đến khi nhừ. Sau đó thì cho thêm dầu thông và sáp ong vào khuấy đều, tạo thành cao lỏng. Đây là một loại cao và dùng để đắp mụn nhọt, tiêu sưng, tiêu viêm rất là tốt, và ngày đắp một lần. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ về bài thuốc trên. Vậy thì không biết là khi mà sử dụng những bài thuốc này chúng ta có cần quan tâm đến những lưu ý gì không ạ? Với những cái tác dụng điều trị trên, nhưng khi sử dụng chúng ta cũng phải cần chú ý. Bản thân củ giấy là một củ có độc gây ngứa, nên khi bào chế chúng ta cần chú ý về việc là phải đi găng bảo hộ. Ngoài ra cần phải ngâm muối, ngâm nước vo gạo và đặc biệt là phải thái phiến và phơi dưới nắng to. Ngoài ra để giảm độc tính của củ giấy thì chúng ta cần đun kỹ, nhỏ lửa để hết ngứa. Và không dùng củ giấy đối với những người bệnh mà hư hàn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thật sự thì đây là những thông tin rất là hữu ích để cho quý vị khán giả có thể ứng dụng một loại cây tưởng chừng như chỉ là một loại cây dại thôi để chữa một số loại bệnh thường gặp trong đời sống hàng ngày ạ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình kỳ này của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.